chăn nuôi vốn vất vả mà giờ giá cám lại ngày một tăng cao, khiến gia đình các bác lâm vào cảnh khó khăn. Vậy phải làm sao để giải quyết vấn đề này? Trong video ngày hôm nay, Bình Quân Group sẽ đưa tới cho các bác một giải pháp vô cùng hiệu quả, không chỉ giúp các bác tiết kiệm chi phí mà còn giúp vật nuôi phát triển khỏe mạnh hơn. Và giải pháp đó chính là tự nghiền bột cám tại nhà. Các bác cứ tận dụng hết những nguyên liệu sẵn có trong nhà như ngô, thóc, hay mua thêm một số nguyên liệu giá rẻ tại địa phương, rồi đem đi nghiền thành bột cám làm thức ăn cho gia súc, gia cầm. Khi nghiền tại nhà, các bác còn có thể kiểm soát được chất lượng đầu vào, không để nguyên liệu lẫn những hạt mốc, hỏng, gây ảnh hưởng xấu tới sự phát triển của đàn vật nuôi. Giải pháp thì đã có, tuy nhiên để có thể thực hiện việc này thì chúng ta còn cần có một chiếc máy nghiền nông sản nữa. Hiện tại trên thị trường có rất nhiều dòng máy nghiền cho các bác lựa chọn, tuy nhiên các dòng máy này lại phải tốn chút công sức để đưa nguyên liệu vào máy nghiền. Vậy để công việc nghiền nông sản nhàn hạ hơn, em xin được đề cử tới các bác dòng máy nghiền hút GD150. Dòng sản phẩm này sẽ tự động nghiền hút nguyên liệu đi vào buồng nghiền, nên chúng ta không cần phải cấp liệu vào toa nạp như các dòng máy khác. Kéo tải với động cơ 3kW, một pha, máy cho năng suất lên tới 300kg trên mỗi giờ nghiền, hoàn toàn có thể đáp ứng tốt nhu cầu cho cá gia đình, trang trại chăn nuôi quy mô vừa và nhỏ. Cung cấp đầy đủ và đa dạng nguồn thức ăn cho vật nuôi, dễ dàng hấp thụ chất dinh dưỡng. Khung máy được thiết kế nhỏ gọn, chắc chắn, trọng lực cân đối giúp cho máy hoạt động êm ái, hạn chế rung lắc, hạn chế tiếng ồn. Bộ khung của máy được thiết kế theo kiểu tiết kiệm không gian, tích hợp cả với buồng chứa động cơ, giúp máy trông nhỏ gọn hơn. Máy nghiền GD150 được thiết kế vòi hút tự động và bầu gió giúp máy tự động hút nguyên liệu lên buồng nghiền rất thuận tiện. Cửa vào nguyên liệu có thể điều chỉnh lượng nguyên liệu lên nhiều hay ít để hạn chế gây tắc nghẽn trong buồng làm việc. Điểm nổi bật trong thiết kế của chiếc máy nghiền ngô tự hút này đó chính là bộ phận nghiền của máy. Được thiết kế các thanh nghiền cực khỏe, máy có thể xay các hạt nông sản khô thành dạng bột, thuận lợi để bảo quản và sử dụng. Buồng nghiền còn được trang bị thêm chốt vặn đảm bảo an toàn trong quá trình hoạt động, phần chốt này có thể mở dễ dàng và không tốn quá nhiều thời gian. Bên cạnh đó, máy còn được trang bị thêm hệ thống sàng nghiền với nhiều kích thước khác nhau cho thành phẩm sau khi nghiền sẽ đa dạng về kích thước. Các mặt sàng có sẵn đi kèm theo máy là 2 ly, 3 ly, 4 ly. Và đây chính là thành phẩm sau khi nghiền, bột cám nhỏ và đồng đều, trông không khác gì các loại cám đóng bao đang bán trên thị trường. Đến đây thời lượng video cũng đã hết. Nếu quý vị còn điều gì thắc mắc về dòng sản phẩm hãy liên hệ tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình hoặc để lại bình luận ngay phía bên dưới, đội ngũ tư vấn viên sẽ trả lời nhanh nhất khi có thể. Khi mua máy tại Bình Quân Group, quý vị sẽ nhận được những điều sau. Thứ nhất, tất cả sản phẩm của Bình Quân Group được sản xuất trực tiếp tại xưởng, không qua trung gian, nên giá thành là tốt nhất. Thứ hai, toàn bộ máy móc được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, với đội ngũ, kỹ sư, công nhân lành nghề với hơn 35 năm kinh nghiệm. Thứ ba, tất cả các dòng sản phẩm đều có thời gian bảo hành lâu dài, toàn bộ linh phụ kiện luôn có sẵn để thay thế. Cảm ơn quý vị đã theo dõi hết video. Xin chào và hẹn gặp lại!